Mến chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Chúng ta vừa học xong bài 50, đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. Dựa vào bài 50, các em hãy trả lời câu hỏi sau. Hãy chọn các đồ dùng điện phù hợp với điện áp. Đỉnh mức của mạng điện trong nhà là 220V. Giải thích. Ở bên dưới cho 4 đồ dùng điện. Trong 4 đồ dùng điện này thì đâu phù hợp với mạng điện trong nhà 220V? Đồ dùng điện phù hợp đó chính là nồi cơm điện 220V và bóng đèn, là phù hợp với điện áp đỉnh mức của mạng điện trong nhà. Giải thích vì điện áp đỉnh mức của hai đồ dùng điện này bằng với điện áp đỉnh mức của mạng điện trong nhà. Còn đối với bàn là điện, quạt điện có mức điện áp 110V không phù hợp với mạng điện trong nhà, lý do vì điện áp của nó nhỏ hơn điện áp đỉnh mức của mạng điện trong nhà. Vậy thì muốn sử dụng được hai cái đồ dùng điện này thì chúng ta sẽ làm cách nào? Chúng ta phải sử dụng thêm máy biến áp để biến đổi điện áp của mạng điện trong nhà 220V xuống còn 110V cho phù hợp với đồ dùng điện. Câu hỏi tiếp theo đó là cấu tạo của mạng điện trong nhà bao gồm có các phần tử nào? Bao gồm có 4 phần tử là công tơ điện, dây dẫn điện, đồ dùng điện và thiết bị điện. Ở thiết bị điện có 3 loại: đóng cắt, bảo vệ và lấy điện. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một thiết bị điện, đó là thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện trong nhà. Nội dung bài gồm có các nội dung sau. Một là mã thiết bị đóng cắt mạch điện bao gồm có công tắc điện và cầu dao. Phần 2, thiết bị lấy điện bao gồm có ổ điện và phích cắm điện. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm công tắc điện. Để biết được khái niệm công tắc điện là gì, cô mời lớp quan sát đoạn phim sau. Khi đóng công tắc thì đèn phát sáng. Khi tắt công tắc thì đèn không sáng. Vậy công tắc có công dụng gì trong mạch điện này? Công dụng của công tắc dùng để đóng cắt mạch điện. Vậy thì khái niệm của công tắc điện là thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. Tìm hiểu phần cấu tạo của công tắc điện. Mời lớp quan sát. Cấu tạo công tắc điện gồm có các bộ phận sau. Một là vỏ. Vỏ có chức năng dùng để cắt điện, thường được làm bằng nhựa hoặc là sứ. Hai là cực động. Cực động thì có thể di chuyển được. Ba là cực tĩnh. Cực tĩnh là cực cố định. Cực động, cực tĩnh được làm bằng đồng, có chức năng dùng để dẫn điện. Cấu tạo gồm có vỏ, cực động và cực tĩnh. Tìm hiểu có những loại công tắc nào. Cô mời lớp quan sát. Ở đây có hai cái công tắc điện. Nếu nhìn vào hình dáng bên ngoài thì chúng hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên nếu nhìn ở mặt sau thì có điểm khác nhau. Đó là công tắc này bên trong thì có hai cực. Đây là công tắc có bên trong có ba cực. Do đó nếu dựa vào số cực thì có hai loại công tắc, đó là công tắc hai cực và công tắc ba cực. Rồi ngoài ra còn có cách phân loại dựa vào thao tác đóng cắt. Rồi cô mời lớp quan sát đoạn phim sau. Dựa vào thao tác thì đây là công tắc bật.
Đây là công tắc bấm. À, theo em dựa vào thao tác thì đây sẽ được gọi là công tắc gì? Đây là công tắc xoay. Công tắc giật. Vậy thì dựa vào thao tác có các loại công tắc là bật, bấm, xoay, giật. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần nguyên lý làm việc của công tắc điện. Cô mời lớp quan sát. Trường hợp thứ nhất, khi đóng công tắc. Đây là ký hiệu của cầu chì, ký hiệu của công tắc điện, công tắc hai cực, ký hiệu bóng đèn. À, màu xanh là dây trung tính, màu đỏ là dây pha. Trường hợp thứ hai, khi mở công tắc. Công tắc thì có hai cực, thì đây sẽ là cực động, là cực di chuyển. Đây là cực tĩnh. Ở bên dưới có bốn vị trí cần điền khuyết. Ở bên trên đây người ta cho em các từ gợi ý như sau: tiếp xúc, nối tiếp, song song, hở, trước và sau. Khi đóng công tắc, cực động như thế nào với cực tĩnh để làm kín mạch? Thì chúng ta nhìn vào sơ đồ bên trên. Khi đóng công tắc, cực động như thế nào với cực tĩnh để làm kín mạch? Cực động như thế nào với cực tĩnh vậy các em? Trong các từ gợi ý như sau: cực động sẽ tiếp xúc với cực tĩnh để làm kín mạch. Rồi trường hợp thứ hai, khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm mạch điện này thế nào mà đèn không sáng? Làm hở mạch. Công tắc được lắp trên dây pha, cách mắc như thế nào so với tải? Tải ở đây người ta muốn nói đến các đồ dùng điện. Công tắc được mắc như thế nào so với tải? Cách mắc thì có hai loại, đó là nối tiếp hoặc song song. Rồi trong trường hợp này đó chính là nối tiếp với tải. Vị trí của công tắc so với cầu chì. Vị trí của công tắc so với cầu chì thì nằm ở phía sau cầu chì. Phần nguyên lý của công tắc điện. Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch. Công tắc được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải. Chúng ta tìm hiểu thiết bị đóng cắt thứ hai, đó chính là cầu dao. Mời lớp quan sát. Đây là hình ảnh của cầu dao. Đây là hình ảnh của cầu dao. Và để biết được công dụng của cầu dao, cô mời lớp quan sát đoạn phim sau. Cho biết cầu dao có công dụng gì trong mạch điện? Cầu dao có công dụng dùng để đóng cắt cho toàn bộ mạch điện. Còn công tắc thực hiện đóng cắt điều khiển một mạch, đó chính là điều khiển bóng đèn. Điều khiển một cái bóng đèn. Rồi cầu dao là thiết bị dùng để đóng cắt cho toàn bộ mạch điện. Vậy khi được lắp đặt, nó được lắp đặt trên dây nào? Cô mời lớp quan sát. Đây là dây pha, đây là dây trung tính. Ký hiệu cầu dao, bóng đèn.
dây pha cầu dao được lắp trên dây pha và dây trung tính của mạch điện. Vậy thì khi thực hiện chức năng đóng cắt, nó sẽ đóng cắt cả trên dây pha và dây trung tính của mạch điện. Khái niệm của cầu dao là thiết bị dùng để đóng cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện có công suất nhỏ. Tìm hiểu cấu tạo cầu dao gồm có các bộ phận nào? Mời lớp quan sát. Một gọi là vỏ. Vỏ thường được làm bằng sứ hoặc nhựa, thực hiện chức năng là để cách điện. Hai là cực động. Cực động có thể di chuyển được. Ba là cực tĩnh. Cực tĩnh là cực cố định. Cấu tạo gồm có vỏ, cực động, cực tĩnh. Phân loại cầu dao có các loại cầu dao nào? Mời lớp quan sát. Dựa vào số cực thì có, đây là cầu dao có một cực động, gọi là cầu dao một cực. Đây là cầu dao hai cực. Hình C là cầu dao ba cực. Thế dựa vào điện áp, cô xin lỗi, dựa vào số cực thì có cầu dao một cực, hai cực, ba cực. Dựa vào điện áp sử dụng thì có cầu dao một cực dùng cho điện áp một pha, cầu dao hai cực cũng dùng cho điện áp một pha nên có thể gọi là cầu dao một pha. Cầu dao ba cực dùng cho điện áp ba pha nên gọi là cầu dao ba pha. Dựa vào số cực có cầu dao một cực, hai cực, ba cực. Dựa vào điện áp sử dụng thì có cầu dao một pha, ba pha. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần thiết bị lấy điện gồm có các loại thiết bị nào. Mời các em quan sát. Hãy gọi tên hai thiết bị điện sau. Đây là gọi là ổ điện. Đây là vít cắm điện. Quan sát hình ảnh và mô tả bạn nữ đang làm gì. Bạn nữ đang cắm vít cắm vào trong ổ điện để lấy điện cung cấp cho bóng đèn phát sáng. Vậy thì ổ điện có chức năng gì? Ổ điện dùng để lấy điện cho các đồ dùng điện. Vít cắm dùng để cắm vào ổ điện để lấy điện cung cấp cho các đồ dùng điện. Có các loại vít cắm sau. Đây là vít cắm tháo được. Đây là loại không tháo được. Đây là chốt dẹp và chốt tròn. Và sử dụng thiết bị điện phù hợp, đúng kỹ thuật, an toàn điện, dao phù hợp với công suất tiêu thụ, không vượt xa công suất, làm tăng chi phí và tiêu tốn vật liệu. Biết xác định vị trí dễ xảy ra mất an toàn điện khi xảy ra các sự cố do biến đổi khí hậu như là lũ lụt, bão, động đất để ngắt, cách ly khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người, động vật và thiết bị. Cô vừa trình bày xong bài 51 thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. Dựa vào bài đã học, các em hãy cho biết đâu là thiết bị dùng để đóng cắt của mạng điện trong nhà trong 4 thiết bị sau, gồm có cầu chì, cầu dao, công tắc và ổ cắm điện. Cầu chì có phải là thiết bị đóng cắt không các em? Không phải ha. Cầu chì là thiết bị dùng để bảo vệ. Cầu dao có phải là thiết bị dùng để đóng cắt không? Đúng rồi, cầu dao là thiết bị dùng để đóng cắt. Công tắc, đúng luôn, công tắc và cầu dao là thiết bị đóng cắt. Ổ điện không phải, ổ điện là thiết bị dùng để lấy điện. Vậy thì thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà bao gồm có công tắc và cầu dao. Chọn cụm từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau. Công tắc được lắp trên dây. Dây nào vậy các em? Đó là dây
pha. Cầu dao đóng cắt trên dây pha và dây trung tính, vậy thì 2C. Công tắc dùng để đóng cắt mạch điện. Cô vừa trình bày xong bài 51 hướng dẫn về nhà. Các em viết bài vào vở. Và để thuận tiện hơn cho việc viết bài thì nội dung bên dưới chính là nội dung viết bài của bài 51. Cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài 53, thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà.